Hải Yến xin mến chào quý khán giả của chương trình du lịch cuối tuần. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày tháng 3, du khách có dịp đến Đà Lạt và dạo quanh những ngõ phố, những con đường dốc thoai thoải, hẳn sẽ bắt gặp những chùm phường tím đẹp mê hồn. Một ấn tượng cao nguyên kỳ này, mời quý khán giả nhìn ngắm lại một lần nữa sắc tím của loài hoa tháng 3 trên cao nguyên Đà Lạt, hoa phường tím. Tiếp đó, phóng viên Kiều Anh sẽ đưa du khách đến tham quan một thung lũng Atiso xanh mướt ngay ở trung tâm thành phố Đà Lạt và khám phá những điều thú vị tại đây. Như thường lệ, trước khi đến với những nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin du lịch vừa cập nhật. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ khách sạn Bạch Đằng, đơn vị đăng ký đầu tư tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm cho biết đã hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi để báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ và Quốc hội xin chủ trương đầu tư dự án khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt với tổng dự toán hơn 17.200 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Theo báo cáo này, điểm khởi đầu dự án từ ga Tháp Chàm - Ninh Thuận đến điểm cuối ga Đà Lạt - Lâm Đồng được khôi phục trên tuyến đường sắt trước đây. Tổng chiều dài toàn tuyến 84 km với 17 nhà ga, trong đó đoạn đường sắt qua địa phận Ninh Thuận 49 km với 7 nhà ga. Được biết, tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt được người Pháp xây dựng từ năm 1902 đến năm 1932 mới hoàn thành. Thời điểm đó, toàn tuyến có 12 nhà ga, 5 hầm chui gồm 1.090 m và 2 đoạn đường vận hành bằng răng cưa bám tà vẹt để vượt dốc đèo, có chiều dài 14 km. Từ năm 1968, tuyến đường sắt nêu trên tạm ngừng khai thác. Đến năm 1975, khởi động lại được 7 chuyến tàu thì dừng vận hành cho đến nay. Theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có chủ trương khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt. Khu nghỉ mát Anna Marara Villas Đà Lạt, tòa lạc tại đường Lê Lai, phường 5 thành phố Đà Lạt, vẫn là địa chỉ hấp dẫn du khách mỗi khi đến Đà Lạt. 17 biệt thự với 72 phòng vẫn giữ trọn nét đặc trưng từ thiết kế đến vẻ quyến rũ vốn có của kiến trúc Pháp từ những năm 1920-1930. Để giữ được nét cổ kính mà lại luôn mới mẻ trong mắt du khách, trong và ngoài nước, khu nghỉ Anna Marara luôn đổi mới tư duy, tạo sự hài lòng cho du khách khi ghé chân bằng cách nâng cao dịch vụ, đội ngũ nhân viên. Để thu hút được khách thì chúng tôi lâu lâu phải làm mới cái sản phẩm chúng tôi. Và sản phẩm chúng tôi đó là cái vật chất cũng như là cái chất lượng dịch vụ. Thì sản phẩm chúng tôi ở đây là một sản phẩm rất là đặc thù, đó là nó mang tính chất lịch sử và mang tính chất kiến trúc rất là rõ nét. Và đó là một cái nét đặc trưng của khu nghỉ này mà không có một khu nghỉ nào có được. Bởi vì ở đây là các villa của chúng tôi là được nằm dưới các rừng thông, một khuôn viên rất rộng rãi, thoáng mát cũng như là rất là lãng mạn. Thì cho nên những cặp trẻ cũng như là những người lớn tuổi thì tới khu nghỉ dưỡng ở khu nghỉ này thì họ được có những trải nghiệm rất là thú vị và rất là thu hút, không chỉ là những đối tượng trẻ cũng như là những đối tượng lớn tuổi. Thì chính vì vậy cho nên là khi khách tới khu nghỉ chúng tôi thì sau khi khách ra về thì họ cảm thấy họ rất là hài lòng và họ cũng rất là nhiều khách để trở lại một lần, hai lần, thậm chí có những khách hàng năm là trở lại đến trên cả 10 lần. Thì đó một điều mà có thể nói rằng là thế mạnh của khu nghỉ chúng tôi và một điều rất đáng mừng đối với khu nghỉ chúng tôi. Nâng cao chất lượng để thu hút du khách, song song với đó, khu nghỉ mát Anna Marara cũng thường xuyên có những chương trình kích cầu hấp dẫn dành cho khách đoàn. Quý khán giả thân mến, tháng 3 Đà Lạt đẹp lung linh, lấp lánh với những vạt nắng vàng ươm như rất mực, tạo điều kiện cho du khách thỏa thích sông chơi, lang thang và khám phá mảnh đất xinh đẹp này. Đặt chân đến Đà Lạt những ngày tháng 3, bạn còn có dịp chiêm ngưỡng sắc hoa đẹp nao lòng, tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp và khám phá những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Khi tiết trời tháng 3 chuyển mình với những ánh nắng vàng ngọt, những nẻo đường uốn cong trong làn sương mờ ảo,
những đài hoa tím li ti của mùa phượng tím như báo hiệu mùa xuân đã qua đi trên phố núi cao nguyên. Tháng 3, phượng tím gom thêm nét mộng mơ cho phố núi. Khắp nơi, trên mọi nẻo đường quanh co hay những triền dốc bên đồi đều phủ một màu lam tím của hoa phượng, mang đến không gian mộng mơ nhưng mang mát buồn. Phượng tím với màu lam tím đặc trưng từ lâu đã là biểu tượng của những loài hoa Đà Lạt. Một loài hoa kết thành từng chùm nhỏ li ti, đẹp đến quyến rũ. Dưới gốc cây phượng tím, bạn sẽ mải mê ngắm nhìn những chùm hoa mỏng manh trong gió để cho lòng mình nhẹ nhàng hơn. Thì trước đây đi học á, thì mình chỉ có thấy là hoa phượng màu đỏ thôi. Rồi cũng lên đây thì lại thấy là hoa phượng màu tím rất là lạ và đẹp. Nó khá là hợp với lại không khí mát lạnh của Đà Lạt mình. Nó mang lại cho Đà Lạt thêm cái sắc tím nhìn rất là đẹp và còn cho nhiều bóng mát. Và mình mong là Đà Lạt sẽ có nhiều hoa phượng hơn để sau này đó là giống như là một điểm nhấn để thu hút khách du lịch tới. Phượng tím gợi nên vẻ buồn man mác, nao nao những cảm xúc khó tả. Và mỗi khi ngắm nhìn loài hoa này, ta lại cảm thấy yên bình quá đỗi, tâm hồn dịu hẳn lại và đắm mình trong những nỗi niềm miên man. Tháng 3, người người lại tìm về Đà Lạt để được thỏa nỗi lòng ngắm hoa phượng tím. Mỗi hoa phượng tím dường như luôn có sức hút kỳ lạ, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại và không khỏi xao xuyến, bâng khuâng trước vẻ đẹp mê hồn ấy. Du lịch Đà Lạt những ngày tháng 3, du khách đừng quên dành thời gian lang thang Đà Lạt để chiêm ngưỡng mùa hoa phượng tím. Quý khán giả thân mến, nếu như trước đây, du khách đến Đà Lạt sẽ không có nhiều mô hình với sự hướng dẫn thấu đáo khi tìm hiểu về cây Atiso, loài hoa biểu trưng của Đà Lạt, thì hôm nay Atiso đã trở nên gần gũi hơn với du khách bởi một ý tưởng làm du lịch của các thanh niên trẻ xứ hoa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã rất quen thuộc với những mô hình du lịch canh nông như là tham quan vườn hoa hay là vườn dâu tây. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Kiều Anh muốn giới thiệu đến một mô hình đặc biệt hơn của một bạn thanh niên trẻ Trần Minh Tuấn. Bạn đã áp dụng ngay trên vườn Atiso của gia đình mình để làm một mô hình du lịch canh nông và đang rất được du khách ưa thích. Đây là thung lũng Atiso rộng hơn 5 sào của thanh niên 9X Trần Minh Tuấn ở đường Mê Linh, phường 9, thành phố Đà Lạt. Nếu xung quanh là những khu vườn nhà kính hiện đại, thì thung lũng Atiso của gia đình lại nổi bật hơn cả bởi khoảng không gian thoáng đãng, xanh mát với những bông Atiso. Gia đình Tuấn đã gắn bó với cây Atiso được gần 20 năm. Tuấn cũng khá am hiểu về loại cây trồng này. Sau 4 năm làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018, Trần Minh Tuấn đã bỏ phố, về lại cao nguyên, đầu tư chiều sâu, khép kín quy trình theo hướng sinh học hữu cơ, phục vụ khách tham quan, trải nghiệm tại vườn Atiso của gia đình. Cái cây Atiso này á, thì ở Đà Lạt mình được chọn làm biểu tượng ở chỗ khu lâm viên á, nó là bông Atiso đó. Tại sao họ không chọn cái bông khác mà lại chọn giả quỳ và Atiso làm biểu tượng? Tại vì ở Đà Lạt mình nó có đủ điều kiện khí hậu, nhiệt độ và các yếu tố cần thiết để cho cây Atiso phát triển tốt nhất. Ở Việt Nam mình chỉ có hai vùng trồng được Atiso, đó là Đà Lạt và vùng Tây Bắc. Nhưng mà ở vùng Tây Bắc thì bông nó lại không tốt bằng ở Đà Lạt mình. Tại vì ở đó thì do khí hậu nó khác, còn ở Đà Lạt mình khí hậu nó tốt hơn, phù hợp với cây Atiso nhiều hơn. Cây Atiso này á, thì thường là khi mà trồng là nhà em sẽ trồng cây con trước. Dạ. Cây con thì sau khoảng tầm 3 đến 4 tháng
thì bắt đầu là thu hoạch lá và bắt đầu bơm kích thích cho nó trổ bông. Sau 2 tháng nữa thì nó sẽ trổ bông và rộ đều. Tổng thời gian dự kiến thu hoạch hoàn toàn một cây akiso nó là tầm 8 tháng. Là loại cây trồng có thể tận thu từ thân, lá, hoa và cả rễ. Cây akiso trồng tại Đà Lạt có hàm lượng các hoạt chất cao nhất so với những nơi khác. Sau thời gian khá dài canh tác, cây akiso luôn mang lại thu nhập khả quan cho gia đình. 150.000 đồng một ký bông tươi, 75.000 đồng một ký lá khô, 250.000 đồng một ký rễ khô, 150.000 đồng một ký thân khô. Akiso lại là loại hoa đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Vì thế, song song với việc phát triển sản xuất, Tuấn bắt đầu phát triển ý tưởng kinh doanh của mình trên vườn akiso. Tuy chỉ mới bước đầu, nhưng chỉ từ tháng 12 năm 2018 đến nay, trang trại akiso của gia đình đã đón tiếp hơn 100 người đến tham quan, chụp ảnh và mua các sản phẩm akiso. Trong 3 năm gần đây thì em thấy lượng khách ghé Đà Lạt rất là đông. Dạ. Cho nên là em mới nghĩ ra cái ý tưởng là tại sao mình có một cái vườn như thế này mà mình không mở thêm du lịch nữa. Dạ, tại vì trước đây thì ba em chỉ chuyên về trồng akiso và chỉ nói chung là chỉ chuyên về buôn thôi, chứ không có mở rộng cái du lịch. Thì em mới thấy cái tiềm năng này. Tại vì hiện tại thì cũng rất là ít người làm cái này. Chủ yếu là ở Đà Lạt mình thì làm nông nghiệp phát triển chung với du lịch thì chỉ có vườn dâu thôi. Dạ. Còn như akiso thì em thấy là chưa có. Dạ. Cho nên là trong tương lai thì còn khoảng 2-3 năm nữa thì em nghĩ là sẽ đông. Những phiến lá akiso kết nối thành một thảm xanh nối dài. Trên đó đung đưa từng hàng nụ, bông mơn mởn căng đầy, khá hấp dẫn đối với du khách trải nghiệm khám phá sinh trưởng của một trong những loài cây dược liệu đặc sản bậc nhất của phố núi Đà Lạt. Tự tay lựa chọn những bông akiso để làm quà cho người thân và bạn bè trong mỗi dịp du lịch đến Đà Lạt chắc chắn sẽ là một điều rất thú vị. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể có được những phút giây thật là thoải mái khi đến tham quan những vườn akiso tại thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị và các bạn, những điểm đến du lịch vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần kỳ này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ sau.